Rồi hello anh em nha, bên mình thì mới vừa chốt được một con Vario màu đỏ nhám nha anh em. Đây là con Vario 150 đời 2019 nha, màu đỏ nhám nha anh em, màu rất là đặc biệt luôn nha. Anh này mua cho vợ mình đi chợ đi làm nè, tại vợ anh thì nói chung mình có một cái chiều cao đó là một mét năm mươi mấy, thì chạy một mét năm mấy, con này chạy rất là hợp luôn anh em. Đó, bạn nữ hay bạn nam mà đó có chiều cao vậy cứ mua con Vario mà chạy nha, chạy rất là giọt nha anh em. Con này được cái là biển 85 luôn. Đó, anh Khách thì đang test máy ha. Xe mình nó là bán là bao zin động cơ nha anh em, bao zin bao test hãng luôn nha. Đó, đã nói được cái từ bao là phải gọi là chắc luôn rồi anh em, không phải chỗ nào cũng bao đâu nha anh em, mình là bao máy móc luôn nha. Đó, bảo hành động cơ 6 tháng, ác quy 3 tháng nha. Xe thì nói chung xe mình bán là trên 90% hết, xe rất là đẹp, từ 85-90% hoặc là 90% có luôn, xe mới can cũng có nữa. Đó, bạn nhìn vỏ gai còn rất là dài sâu. Đó, con này được lên cái đồng hồ màu luôn, vậy nè, mình đeo nó đồng hồ màu luôn. Nào luôn nha. Đèn trước nè. Đó, độ máy độ mới là 90% hơn nha các bạn. Rồi, đỡ nhám luôn ha. Đó, chị vợ anh đang ngồi nói chuyện với chị Tâm ha các bạn. Đó. Bên đây khách đang trả góp nè. Thủ tục và nhanh chóng thôi, xíu nữa mà giao xe luôn các bạn ơi. Xíu nữa giao xe mình quay cho các bạn coi luôn, tại vì bây giờ thì khách đang kiểm tra xe lại nè, xíu thì giao rồi. Xe mình thì cũng còn rất là nhiều vòng, Vario rất là nhiều vòng luôn. Đó. Thì mình cũng quay rất là nhiều rồi, mình nói thêm về vấn đề trả góp này nọ, mình có hỗ trợ trả góp nha các bạn. Nó trả góp hoặc là thu xe các bạn, đổi xe mình luôn, có đủ hết nha các bạn. Mua xe cứ tới 82 Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nha các bạn, là có mua xe tết này chạy ha. Rồi xíu nữa giao xe mình quay các bạn coi tiếp nha. Rồi nha anh em, chốt xong con Vario nha anh em. Khách lấy về nhà đó, nó hình thật về thật nha anh em. Bạn nào cần thì cứ liên hệ qua số hotline cửa hàng mình nha. Rồi anh em ơi, chốt thêm con nữa, Winx 150 ABS luôn nha anh em. Đây, con này cũng còn mới rất là kẹn luôn nha. Dạ, phiên bản đặc biệt là anh em, màu đen vàng đồng luôn nè. Đó, tem vàng đồng nè. Đó, logo nè. Đây, cuộc luôn nè. Mấy con này độ mới rất là cao các bạn ơi, xe mình bán này độ mới rất là cao luôn, không có cũ đâu. Nói xe qua sử dụng chứ xe cái ngoài trời mới là keng luôn ha. Các bạn nhìn nè, từ trước tới sau nè, ABS luôn nè. Đó, chạy nhẹ nhẹ thôi, không có chạy nhiều đâu. Cái mảo này được từ chỗ trước nhúng luôn nè, nhúng giả carbon nè. Đây, xi nhan tích hợp luôn. Đó, nãy mới chốt được con Vario, tiếp theo thì mới khách vừa đi ra thì chốt luôn con Winx luôn ha. Khách tâm thần làm thủ tục bên trong luôn nè. Đó, khách này để mình nha, mình nhớ ra khách này là ở Trà Nóc nha các bạn. Hay là Trà Nóc qua mua nè. Trà Nóc này là quận Bình Thủy các bạn. Đó, quận Bình Thủy, khách từ Bình Thủy lên mua ha. Rồi, chuẩn bị làm hồ sơ xong rồi giao xe luôn anh em. Rồi nha anh em, chốt xong con Winx rồi nè. Khách lấy về anh em. Hình thật biệt thật luôn anh em ơi. Đó, xe siêu đẹp luôn anh em. Đó, xe siêu đẹp nha. Rồi, anh em nào cần dòng xe nào can như thế này nè, cứ liên hệ mình nha anh em. Đó, hotline cửa hàng mình để dưới góc phòng mô tả. Rồi, cửa hàng mình số 82 Trần Chiên nha anh em. Tại đại học Tây Đô, cái răng, đổ răng đi vô, đại học Tây Đô xong tới ngã ba quẹo qua tới anh em ơi. Đây, địa chỉ mình nè. Trong xe máy Thành Tâm nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em nha.